Dạ rồi. Trời ơi trời, sao cái gì vậy đưa coi coi. Đôi dép này á, lúc mà anh Trường Giang á, ảnh có về dưới huyện á, ảnh diễn hài á, cái bắt đầu em mới thấy ảnh mang đôi dép màu trắng á, ảnh đóng vai á, cái em mới thấy vậy em bắt chước, em mang đôi dép này em khoác. Mời bạn trai. Dạ, trước khi em kể về mà cái của em, anh Linh cho em kể lại một cái mẫu chuyện này cái anh Linh. Rồi, được không? Kể đi em, rồi kể đi em. Hồi sáng này nè, cái anh Linh biết làm sao không? Em đi xe á, cái đến đây nè, kêu bằng cái ngồi ở trên xe mà cái dạng tới đây á, nói tới cái số nhà, cái số với địa chỉ. À, địa chỉ. Bắt đầu cái anh biết làm sao không? Em nói Sài Gòn, giờ nó văn minh thấy ghê, nói địa chỉ với cái là tới nhà hà. Rồi cái bắt đầu cái tự nhiên cái em mới móc cái em mới nói là 34 đường Võ Thương Tín. Cái bắt đầu em mới cái chạy một khúc, tài xế kiếm hoài đâu có gặp. Em mới móc giấy chứng minh ra là tên của em nè, là Võ Thương Tín. Cái anh tài xế nó mới kêu bằng bất ngờ, nó nói trời ơi, vì tên đường mà tên của ông ở trong đây nữa ông cố. Cái em nói trời ơi, đâu phải, tại tên của em quên đi. Em quên cái tên đường, cái em nói đại, lúc đó em rung, em rối hết. À, rối là tên đường hả? Em là Tính. Dạ, em quê quán ở Bến Tre. Bến Tre. Dạ. Nghề gì Tính? Dạ, em nghề chạy xe qua lâm á. Mà để chở đồ, đồ ai kêu gì là mình chở đó vậy anh, như làm dâu trăm họ vậy đó. Xe gì xe? Xe qua lâm. Xe gì? Xe tải vậy đó. À. Rồi với cái giờ rảnh ra của em á, thì em phụ mẹ em mua bán trái cây ở đầu chợ á. Mình mua bán mà anh. Em xách cái vỏ của mẹ em á hả? Không phải, cũng như là muốn tặng cái món quà như là một cái hộp cho nó đẹp. À. Mà cái tự nhiên anh biết sao, em mới nhìn em thấy cái này là tái tim nhiều quá, cũng như là với cái vỏ sách này nè, là cho bạn nữ cái như cái hộp là bạn để ở nhà hoài à, còn cái vỏ sách này bạn xách đi, bạn nhớ em hoài. À, trời ơi. Cái tái tim mà nói quá, quá trời vậy. Cái tình em dành cho bạn là biết bao nhiêu tái tim như vậy. À, trời ơi, đáng lẽ cái hộp như mua cái vỏ có trái tim để cho bạn sách nhớ mình. Dạ rồi. Trời ơi trời, sao cái gì vậy đưa coi coi. Đôi dép này á, lúc mà anh Trường Giang á, ảnh có về dưới huyện á, ảnh diễn hài á, cái bắt đầu em mới thấy ảnh mang đôi dép màu trắng á, ảnh đóng vai á, cái em mới thấy vậy em bắt chước, em mang đôi dép này em khoác. Ảnh là không được khó. Em mười gì? Mười dễ. Mười dễ. Ấn tượng rồi đó nha. Nay đi đâu đây? Dạ đi hỏi vợ. Bây giờ nè, điểm mạnh điểm yếu nói cho cô gái bên này nghe chứ, nãy giờ cô đứng hình rồi đó. Em thì cái điểm mạnh của em thì là em biết nấu ăn, rồi biết đi du lịch đồ này nọ. Còn điểm biết hát đồ. Còn như điểm yếu của em là cũng như là nói nhiều đó anh. Nãy giờ em nghe anh nói vậy, em cảm nhận đầu tiên của em về chàng trai bên kia cái hàng rào như thế nào? Bên kia thì em thấy ảnh hơi nói nhiều. À. Mà em thì lại không thích người nói nhiều nhiều lắm. Chết rồi, mất điểm rồi. Không, em cái người nói nhiều mà vui, bực bội khác. Còn cái anh bên nói nhiều mà dễ thương, vui. Để tôi chiếm lại diễn đàn cho nhà gái nè. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì nè? Dạ, điểm mạnh của em yếu của em là vui vẻ, hòa đồng, là người phụ nữ của gia đình. Cái điểm yếu của em là hơi nóng tính. Nhưng mà một thời gian trước thôi, nhưng thời gian này sau này em đã biết kiềm chế được của bản thân của em rồi. Vậy là quá tốt rồi ha. Dạ. Tình trường mình trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ, tình trường của em thì trải qua một mối tình. Sau khi mà em chia tay một mối tình đó thì cũng có quen một vài mối tình khác, nhưng cảm thấy không thích hợp. Lý do tại sao chia tay, mình qua bao nhiêu mối tình đó, mình rút ra kinh nghiệm gì cho bản thân mình không? À, tại em thấy lý do là tại vì thời buổi bây giờ mấy ảnh quen, nói chung ra là cũng chưa có sự hiểu nhau nhiều hơn, nhưng mà ảnh đòi hỏi quá nhiều nên thành thử ra em đòi hỏi gì em, đòi hỏi sao? Như thí dụ như đòi hỏi về vấn đề sống trước hôn nhân ạ, thành thử ra cái vấn đề đó em không đồng ý. Em không đồng ý, thành thử ra em không quen nữa. Bạn trai bên đó sao? Còn anh không có em ơi. Anh mà miễn mà em tốt với anh tốt lại với em mà, chứ anh không có đòi sống thử. Chừng nào mà có đám cưới đồ đàng hoàng thì mà mới mang đến hạnh phúc cho em chứ, vậy thì tội nghiệp con ta. Thấy không? Bên kia đó nói nhiều nhưng mà nói hay nha. Mà thí dụ mà được. Thí dụ như cô kia cô đề nghị, thí dụ có cô gái nào đó cô đề nghị em sống thử thì em tính sao? Để tìm hiểu nhau, biết đâu em giới tính không rõ ràng. Ý anh ấy có trống hay không có trống vậy phải không? Đúng rồi. Đúng rồi. Thử của em có trống hay không, tao muốn thử rồi em tính sao? Em thì bao cái vụ đó, đụng giường thì đẹp, đụng giường thì đẹp.
sao em biết em bao đụng giường là đẻ? Không, tại vì cái lúc mà em đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài chị, rồi bác sĩ có vô mới khám em này nọ đồ á, về mà bên kêu bằng tổng quát á, thì bác sĩ nói là chú ok hết. Ok gì? Ok là tức nghĩa là đồng ý đó. Là sức khỏe tốt đó phải không? Dạ, sức khỏe tốt. Khỏe tốt liên quan tới chuyện đẻ gì đây? Không thì người ta nói là về mà cái như là cái cũng như cái tiếng mà văn hóa người ta gọi là tinh tùng. Đó, thì là cái đó của em mạnh. Thì em tôi là tôi khoái chú rồi nha. Mấy mối tình rồi? Dạ, mấy mối tình rồi? Tình thường của em thì cũng có hai mối tình, nhưng mà cái mối tình mà để em kể, mối tình chính thức á, là hai đứa hồi đó đi xuất khẩu lao động ở Malai á, người đó về trước cái xa mặt cách lòng, ở về bển gặp kia đẹp trai hơn, nhà giàu nữa, rồi vớt luôn. Ủa là ở Malai 2 năm ở chung mà cũng không có sống thử luôn hả? Dạ, cuối tuần thì đến nấu nướng, em nấu đồ ăn cho đó, ăn này nọ xong rồi cái bắt đầu chiều rồi tới giờ đi về vậy chị, chứ ở cái công ty đó thì người ta không có cho phụ nữ ở lại. À, khó khăn lắm, camera nó đặt bẫy tới. Bây giờ em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Dạ em muốn một người bạn trai cao trên 1m65 tới 1m7. Bên kia chuẩn. Dạ không có hút thuốc. Có hút thuốc không? Dạ không hút thuốc mà có nhậu nha. Nhậu ít chứ không nhậu, có nhậu nhiều không em? Dạ nếu mà nhậu ít thì được, nhưng mà còn nhậu nhiều là em không giữ. Dạ anh có cờ bạc gì không anh? Không, cờ bạc anh không có biết. À, anh có gia trưởng không vậy anh? Điều đó là không có. Anh có ước mơ gì cho tương lai không anh? Anh thì gán kiếm thật nhiều tiền, rồi tới cái ngày đám cưới á, thì gán mà được kết hôn với em á, anh gán làm hai cái hộ chiếu, hai đứa đi nước ngoài á, hưởng từng tăng mặt. 7 ngày về. Em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Dạ, người bạn gái thì biết về phụ lo cho cha mẹ em thì được, rồi em lo lại cho được hạnh phúc, rồi sống, rồi không có cần mà giàu hay nghèo hay hoặc cái gì đó. Cũng như là biết là buôn bán là được anh, ruộng đất bề bề không bằng cái nghề trong tay mà anh. Em nghề buôn bán vậy, hai vợ chồng thì sống thì vậy là hạnh phúc rồi anh. Ngày bán trái cây vòng vòng kiếm khoảng được nhiêu em? Thì cũng khổ lắm anh ơi. Ngày em với bà mẹ em kiếm khoảng chừng 500 à. Cũng được. Còn cái tiền chạy xe lôi là riêng nữa. Riêng nữa đúng không? Dạ. Vậy chắc ngày xe lôi cũng được mấy trăm đúng không? Dạ, chạy xe lôi thì nếu mà 5 cây số em tính 100.000 cuốc, vậy dục lên xe em là 50. À, ngày chạy được bao nhiêu cuốc? Thì ngày em mối đồ này nọ em chạy đều đều thì bữa thì không có bạc nào cũng có, bữa thì cả triệu cũng có. Nói chung là ổn định đó, anh thấy ổn định. Tức là bây giờ lấy em là phải về quê làm dâu đúng không? Ở cái xứ của bạn gái em mà được mà muôn bán đồ này nọ em chấp nhận em ở cùng bạn gái em ở luôn. Để được luôn đúng dạ, không? Dạ được. Còn nếu mà em thấy mà đất lành thì chim đậu á anh ơi. À, đất không lành thì bắt chim nhậu luôn. Được. Nói chung anh này được, sống đâu cũng được hết trơn á. Dân nhưng mà thấy mà ổn định đó em gái. Dạ. Bây giờ bạn anh gái muốn khi nào thì mình tiến tới hôn nhân được? Hiểu với nhau được rồi chị, thời gian không có giới hạn. Bên này muốn khi nào lấy vợ? Mẹ hối lấy vợ chưa? Mẹ cũng kêu hôi vợ, con thì lớn tuổi rồi, thôi cố gắng lập gia đình để kiếm cuộc sống sau này đi. Chứ không có vợ thì thấy người ta có vợ, người ta ẩm cháo đồ bồng á, mẹ thấy mẹ cũng tủi thân lắm. Chị hỏi thiệt nè, để dành được nhiêu tiền lấy vợ rồi? Thì em làm từ đó giờ em chạy xe thì xích tỷ như em chạy được 500. Em về em đưa mẹ em 300, em lấy 200 em bỏ túi để đi chơi với bè bạn. Rồi bắt đầu thì còn cái số tiền đó mẹ ba giữ đó, nào mà lấy vợ thì nói mẹ đưa. À bây giờ lấy vợ là mẹ sẵn sàng, mẹ dạ, đứng ra là kiếm dạ, con dâu cho em liền đúng dạ, không? Chị sẽ thuyết phục bên nhà gái chứ dạ, chị là chị chịu em rồi đó. Dạ, em cũng chịu chị hết. Chấm luôn rồi đó. Rồi hôm nay em gái mình có đi với người thân của mình không? Mình hỏi dạ, thêm ý kiến người thân nè. Dạ em đi với em có đi với người thân của em, mẹ em từ ở Cà Mau lên đây ạ. À, có cậu mợ em ở quận 12 ạ. À. Dạ, gặp bác gái đi. Chào MC Quyền Linh, chào MC Cát Tường. Và quý khán giả trong trường quay, tôi là mẹ của Nhi. Thì theo như mẹ nhìn thấy thì cũng cũng được đó. Hai đứa là con tìm hiểu đi, nếu được thì con cứ bấm nút. Dạ. Vậy thôi. Bên đàn trai. Em đi với ai? Dạ em đi với mẹ em, với dì em, với à, em gái em. Rồi, rồi dạ cho gặp mẹ. Dạ cho cô Cát Tường và chú Trần Linh. Dạ khán giả khán phòng hôm nay tôi là mẹ của vợ, mẹ của Thương Tín. Dạ. Thấy hôm nay là thấy cháu gái đây cũng được. Trước dạ, hết là cũng có nghề nghiệp ổn định. Tôi đồng ý do con tôi giờ hả? Nó chịu đâu thì tôi chịu đó. À. Dạ. Dạ. Thôi bây giờ bữa nay nhân tiện là có hai bác hai nhà ha, hai gia đình mình coi như ra mình làm quen, mình bắt tay nhau, mình chào nhau một cái.
Mời hai cô. Rồi. Đó. Dạ, cảm ơn hai cô. Biết đâu được. Thôi bây giờ mình sẽ mở rào, mở cửa trái tim cho hai đứa nha. Giỏ, giỏ, giỏ túi. Con tặng em. Trời ơi, muốn quà. Coi như là chén đũa muỗng đầy đủ. Dạ, lượt kiến đồ đủ hết á chị. Lượt kiến luôn. Dạ, cái này là lượt luôn. Kiến, có cái này nữa là cái đặc sản của Bến Tre. Ăn vô là nhớ anh hoài luôn. Chảo dừa. Chảo dừa nữa. Chú đáo quá ha. Rồi. Rồi, hôm nay em có một món quà muốn gửi đến anh nè. Đây là bức tranh em. Anh có đoán được là cái gì không ạ? Chiếc thuyền. Ở đây là cột mốc của Cà Mau, của tọa độ của Cà Mau. Còn ở đây là chiếc thuyền tượng trưng cho mũi Cà Mau. Em thì do công việc của em làm là từ 9 giờ sáng mà tới 9 giờ tối em mới có rảnh. Thì em thì thức làm ban đêm cái bức tranh này. Thì mong là anh một khi anh nhìn tới cái bức tranh này sẽ nhớ đến em là ở Cà Mau. Tranh gạo đó, người ta làm tranh bằng gạo thấy không? Dạ. Còn riêng phần quà thứ hai thì em xin gửi đến chị Cát Tường ạ. Anh Quyền Linh, đây là đặc sản tôm khô nhà em tự làm ạ. Đó là mẹ em làm. Khi nào mà anh chị ăn phải cảm thấy ngon thì nhớ đến em ạ. Rồi, cảm ơn em. Anh thấy em như thế nào? Thấy em thì cũng được. Còn em thấy anh sao? Thì em thấy anh cũng được, nhưng mà có cái là hạn chế nó nhiều quá em không có. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17:50 thứ bảy và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Thì em ước muốn là hai đứa tự lập ở Sài Gòn, chứ em không có muốn mà về quê. Ý vậy, anh sao? Thì ý anh vậy cũng được. Anh thấy rõ ràng cái tiềm năng của anh chàng này đó. Em nhà cứ làm em xách đi bán được không? Được. Tiền về giao cho vợ. Dạ được. Cho nhiêu lấy nhiêu. Không có dạ đòi hỏi được không? Dạ không. Cũng còn tỉnh lắm. Trước lúc lên đây đi cũng có uống thuốc rồi nên hơi tỉnh chút. Chơi nói chơi chứ không có. Tỉnh lắm ha. Vui. Anh ở Bến Tre vậy rồi hẹn hò sao anh? Thì xích tỉ như giờ á, em cứ điện là anh lên à. Thí dụ như em lỡ như em cần 10 giờ đêm, 11 giờ đêm thì anh có thể xuất hiện không? Không, ý anh nói là em nói hẹn hò trong cái lúc ban ngày á, thì hoặc cái em cho cái giờ giấc á ổn định á thì anh sẽ lên liền, anh lên liền. Chứ em nói mà kêu như máy bay sao anh bay được. Nếu mà yêu thương đủ thì anh nghĩ rằng là anh ấy sẽ có mặt bất cứ lúc nào, đúng không? Dạ. Anh nói nhiều thì có cái vui thiệt, nhưng mà em thì em cần cái người thực hiện nhiều hơn là cái giờ lời nói anh. Tại vì lúc trước em cũng có quen một người nào đó rồi, nhưng mình nói thì nói nhiều lắm luôn, nhưng mà thực hiện thì không được. Em đã thất bại một lần rồi thì em muốn là ảnh đừng nói nhiều với em quá, mà hãy thực hiện đi. Trai hãy nói một điều gì đó để mà bạn gái cảm thấy tự tin vào những cái gì mình nói từ nãy tại giờ. Tại vì bây giờ á, anh gặp á, em nói cái lời em nói nãy giờ anh cũng đã hiểu rồi. Anh gặp được em á, đây chỉ có mấy tiếng hồ thôi, nên á, đâu có thể nào mà thể hiện mà những cái lúc mà anh thể hiện cho em thấy được. Thì em chỉ thấy mới có 5 thôi. Chừng nào mà em gặp được anh làm em mới thấy được 10. Nếu mà em cảm thấy hợp với anh, đến với anh được, anh xin em hãy nhấn nút. Còn như mà nếu mà em thấy mà không được thì anh cũng không có ép em đâu. Rồi. Hết thời gian. Hai bạn hãy suy nghĩ thật kỹ nha. Quyền quyết định là của hai bạn. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Nắm tay nhau đi hai bạn. Bấm nút. Anh biết rằng trong cô gái vẫn còn một cái điều trăn trở và suy nghĩ. Đúng không em? Dạ đúng anh. Nhưng cuối cùng tại sao lại quyết định bấm nút? Tại vì qua cách nói chuyện của anh em thấy ảnh có cái sự chân thành. Em thì em cần một người là biết làm ăn, chia sẻ với em công việc. Em không cần hả lãi quá giàu. Anh nói được những lời trên này thì em mong rằng thời gian tụi em, trong thời gian tụi em tìm hiểu với nhau thì ảnh sẽ thực hiện được những lời của ảnh nói với em trên này. Cố gắng nha em trai. Dạ.
đừng để mọi người thất vọng nha. Dạ không có đâu chị, nếu mà em sau này mà được thì em sẽ nhớ tới anh với chị hoài luôn. Rồi hai bạn hãy hôn nhau một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày xin hôm nay. Xin phép bác đi. Phép. Đã xin phép bác con được hôn bạn, hôn bạn gái con. Tự nhiên đi con thấy chưa? Đây, gửi tặng hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp BTX trên toàn quốc. Đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 ly. Diễm, năm nay em 26 tuổi, em sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại em sinh sống và công tác tại quận 7. Công việc hiện tại của em là chuyên viên R&D, chuyên nghiên cứu và phát triển sản phẩm thuộc lĩnh vực thực phẩm. Điểm mạnh điểm yếu của em? Điểm mạnh của em là em vui vẻ, hoạt bát, em rất là hài hước. Nếu như mà ai mà quen biết em thì nói chuyện với em từ đầu đến cuối là em sẽ là bao vui, bao nhây, bao lầy, giống như cơm bao no. Bữa nay lát em làm sao em bao vui cho anh đó giùm chị nha. Dạ, bên cạnh đó thì em là người phụ nữ của gia đình, em biết nấu ăn, chăm sóc nhà cửa. Nói chung là việc chăm sóc gia đình thì hoàn toàn là đối với em không có vấn đề gì cả. Chăm chỉ siêng năng và em gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp. Thấy bên đó ổn nha, đàn gái ổn đó. Dạ, thấy có vẻ hoàn hảo đó Linh. Còn em? Ưu điểm của em lớn nhất là em có cái tính ham học hỏi á. Em cũng biết chơi thể thao, có thể hát được ạ. Khuyết điểm thì em hơi nhát với bạn gái. Em hay xuống thành phố Hồ Chí Minh không? Dạo trước thì em học thì em cũng lên xuống nhiều, như giờ về giờ làm thì cũng ít lên. Rồi bây giờ nếu quen bạn gái trên thành phố thì mình sắp xếp như thế nào để mình hẹn hò? Tuần lên lần được chị Cát Tường ơi. Tuần lên lần được không em? Dạ được chị. Không, bây giờ đường xá cũng đi nhanh lắm. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em có hai mối tình rồi Linh. Dạ, người thứ hai thì tình cảm dần dần nó nhạt nên là chia tay. Lý dạ, do sao nhạt? Bạn gái có người khác chị Cát Tường ơi. Còn bạn gái bên kia? Dạ em cũng trải qua hai mối tình rồi chị. Mối tình đầu tiên thì là lúc em còn là sinh viên. Chia tay là tại vì trên lệch tuổi tác quá lớn. Ảnh hơn em hơn 10 tuổi chị. Là bên này là hơn em như em biết không? Dạ ảnh hơn em 5 tuổi. Được không? Dạ được. Mối tình thứ hai thì em chia tay cách đây khoảng hơn 1 năm. Dạ quen nhau cũng khoảng 6 tháng. Làm cái việc gì thì em cũng có một cái kế hoạch trước. Em thích đặt cái kế hoạch trong cuộc sống của mình. Còn ảnh thì ảnh suy nghĩ hơi đơn giản. Khó tìm được tiếng nói chung với nhau trong cái sự trao đổi. Chị thấy em là một người rất là quyết đoán và đâu đó rõ ràng. Dạ, đúng không? Dạ mình, đúng mình có vẻ cá tính mình hơi mạnh mẽ. Dạ đúng rồi chị. Bây giờ em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em rất là ngưỡng mộ anh trai của em. Em mong muốn là người đó cũng sẽ được gần giống như anh em khoảng chừng 80% cũng được rồi. Anh trai của em thì ảnh đẹp trai, có công việc ổn định, chuyên môn tốt, hiếu thảo, biết lễ phép với mọi người trong gia đình, biết cách cư xử. Trong cuộc sống cũng luôn có kế hoạch trước, điềm tĩnh. Đặc biệt là ảnh có gia đình rồi và ảnh luôn là phụ giúp vợ trong việc chăm con hàng ngày. Ví dụ như là phụ vợ thay tã cho con, rồi pha sữa cho con, đút con ăn cơm vân vân. Bên cạnh đó thì em và anh trai cũng giống như là hai người bạn thân, mặc dù là anh trai với em gái. Nhưng mà em chia sẻ với ảnh mọi chuyện của mình, từ vui buồn, từ công việc, rồi học hành, cuộc sống là em đều chia sẻ. Và ảnh cho em rất là nhiều cái lời khuyên tốt, cũng như là định hướng cho em là phải làm như thế nào trong cuộc sống. Nhưng thí dụ anh hỏi em cái gì cũng giống anh trai em được á, tất cả bây giờ cho con bú được nè, rồi giặt tả cho con nè, tắm rửa cho con được, nhưng mà cái đẹp trai đó không thể nào như anh trai của em được không? Dạ được anh, bởi vì em nói là chỉ cần khoảng 80% là được rồi anh. Ví dụ không được 50 rồi bây sao? Giờ bên đó cỡ được như phần trăm, tự nhận xét nãy giờ đó, những tiêu chí cô này đưa ra hình ảnh người anh trai vậy. Em nghĩ em cũng đáp ứng được 70%. Sao ông gan vậy? Của ông trai ông là siêu mẫu rồi sao? 50 là quá chuẩn rồi. Em làm được gì nè? Dạ mấy cái mà chăm con ấy này kia, mấy cái đó thì em nghĩ em làm được. Thiếu đẹp trai tí thôi anh. Thiếu đẹp trai chút thôi bỏ qua. Thì em cũng mong muốn là cái người đàn ông sắp tới của em sẽ là một cái người chân thành, rồi đủ cái tin tưởng để cho em là một cái chỗ dựa vững chắc cho em trong cuộc sống. Đúng rồi. Còn bạn trai, yêu cầu mẫu người lý tưởng của bạn sao nè? Dạ như nãy bạn gái nói thì bạn gái vui tính là em rất là thích rồi ạ. Em thì người hơi trầm tính với lại hơi ít nói, thì em muốn bạn gái nói nhiều một tí ạ. Ngoại hình thì em thích người mập mập một xíu. Vậy thôi chị Tường ơi. Đơn giản vậy thôi hả? Dạ. Đến qua anh coi có mập mập chút không? Qua đây, qua đây. Dạ, em chào anh Nguyên Linh. Được. Này cũng hay nha. Giống như có nhìn thấy nhau hay sao? Cũng tròn tròn, nói chung không mà tròn, dễ thương. Trong cuộc sống em thích cái gì nhất? Cái sự chia sẻ với nhau. Dạ. Có thể là nói được hết với nhau những cái điều mà có thể mình không nói được với đúng ba mẹ mình. Đúng, tâm sự với anh trai vậy đúng dạ, không? Dạ, dạ đúng. Rồi em không thích điều gì? Dạ, em không thích ở người đàn ông làm hút thuốc.
rượu chè, gia trưởng, độc đoán, không có cái ý chí cầu tiến trong công việc và cuộc sống. Sao em? Dạ, thuốc thì em không hút, nhậu nhẹt thì cũng lâu lâu có tụ họp bạn bè này kia. Dạ. Còn cầu tiến thì chắc chắn em có rồi. Có. Dạ. Trong cuộc sống em thích điều gì? Dạ, em thì thích những cái niềm vui với gia đình, bữa cơm hay là đi chơi này kia với gia đình á. Người đàn ông của gia đình không thích điều gì ở phụ nữ? Hay lớn tiếng này em không thích. Cô này nói hơi lớn tiếng đó. Không, lớn tiếng vậy không sao. À, lớn tiếng tức là la lớn hay là nói hay lớn tiếng? Hay nạt nộ này kia đó anh Linh. À, dạ. Chứ phụ nữ nói rộn rãng nghe nó cũng kêu dạ, hay vui, lắm á. Cái đấy là vui. Cảm tình lắm á, vui dạ, á. Dạ. Làm sao hai bạn hiểu nhau mới điều quan trọng ha. Bây giờ nếu được thì bao lâu nữa em tiến tới hôn nhân được? Dạ, có thể là tìm hiểu 1 hoặc 2 năm nữa. Mình làm dâu được không? Dạ, em làm dâu được. Làm dâu được. Ví dụ về Trảng Bom ở được không? Dạ, nếu như mà ảnh có thể lo được cho em cuộc sống cũng như là công việc của em ở đó thì em có thể về. Ví dụ như lấy nhau thì mình sẽ sống ở đâu? Sống ở Trảng Bom luôn hay là mình có ý định gì lập nghiệp ở đâu không? Dạ, em nghĩ là mình sẽ lập nghiệp ở Trảng Bom luôn ạ. Mình đang ở với ba mẹ mình dạ, luôn đúng không? Dạ, ở với ba mẹ. Rồi, có vẻ hơi ốm nhỉ? Dạ. Mình khỏe không? Khỏe chị. Chơi thể thao gì không? Có chị, có bóng đá, bóng chuyền. Ốm nhưng mà khỏe đúng không? Dạ. Vấn đề bây giờ là thuyết phục được bạn gái sao để cô ấy chịu theo mình để xuống Trảng Bom. Cặp này được đấy, rất là dứt khoát, rất là rõ ràng. Em trai đi với ai em trai? Dạ, hôm nay em đi với mẹ, với lại hai cô, anh rể, với lại em họ nữa. Cả gia đình luôn hả? Ồ, đông quá hả? Dạ. Dạ, chào cô. Dạ, xin chào cô. Xin chào MC Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Bên cháu thì cũng được rồi đấy. Bên bác... bạc rung quá rồi. Cháu thì nói chung là cũng hối lâu rồi đấy. Thì nhờ chương trình, nhờ ông Mai bà mối xe cho hai cháu thì bác đấy cũng mừng. Dạ. Đây bổ sung cho em gái rồi. Rồi em gái giơ tay phát biểu rồi, đang muốn giơ dạ, tay. Con xin chào MC Cát Tường và chú Quyền Linh ạ, và toàn bộ khán giả. Dạ, em tên là Cương, là em gái út của anh Tổng ạ. Cho em được giải trình ra cái tiêu chuẩn của chị đó. Cái tiêu chuẩn ngoài đẹp trai đó thì em thấy mọi cái còn lại thì em thấy là 80-90% là anh em có anh thể. Em rất là đẹp trai, chị thấy đẹp. Về gia đình á chị, thì anh luôn luôn hướng về gia đình. Em muốn chia sẻ một câu chuyện là ngày đấy anh đi học ôn thi đại học ở trên Đại học Nông Lâm á. Cái ngày đấy là 8 tháng 3, trời mưa nữa, mà hồi đấy là anh đi xe đạp chứ không có xe máy nữa. Anh chạy từ đạp xe đạp từ trường Nông Lâm về nhà để tặng hoa mùng 8 tháng 3 cho mẹ với em. Dạ, em rất là xúc động vì vậy. Anh em là một người cầu tiến, biết tự mình học hỏi chị. Anh em hiền. Em cũng hy vọng là chị cũng bù đắp lại cho anh em. Anh em thì hơi ít nói đó. Em cảm ơn chị. Em gái dễ thương quá. Hôm nay thì em đi với ai? Dạ, hôm nay thì em đi với ba mẹ và anh trai của em. Xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Xin chào cháu. Dạ, con chào hai bác. Chào quý vị khán giả ở trường quay. Tôi là ba của Ngọc Diễm. Thì nói thật với lại ông Mai bà mối chứ ở nhà thì rất là đơn chiếc. Chỉ có hai anh em thôi, anh thì là đã có vợ và ở chung gia đình. Còn em gái thì hiện nay thì nó đang làm ở trong khu chế xuất Tuân Thuận. Công việc thì cũng ổn định. Đến với chương trình thì điều đầu tiên là muốn con gái mình có bến bờ hạnh phúc. Và điều thứ hai nữa là muốn con rể của mình yêu thương con gái của mình. Hai con sống chan hòa cho đến răng long đầu bạc. Còn ở thì ở đâu cũng được. Con gái tôi thì cũng có khả năng làm dâu. Mong là ông Mai bà mối xe duyên cho hai cháu được thành là chúng tôi rất là mừng. Ủa này có em trai, anh trai bạn ấy đi không? Dạ có, đi. Mấy giờ nghe em gái khen quá trời đất luôn. Em rồi đó. Chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em cũng thấy là bạn trai này tính cách trầm tính xíu. Bé Diễm thì sôi nổi thì em nghĩ hai bạn tìm được cái mối quan tâm chung trong cuộc sống thì sẽ có tiếng nói. Rồi anh chỉ hỏi em một câu một thôi. Em thấy em để tương lai của em có đẹp trai không? Dạ em thấy bạn này thì chắc là có nét về mình sẽ tút lại. Chàng trai bên đây theo anh đánh giá khách quan rất là dễ thương. Và đặc biệt câu chuyện của em gái kể hồi nãy chứng tỏ rằng anh ấy sống rất tình cảm và chăm sóc người thân của mình. Rồi bây giờ sẽ để cho hai bạn trực tiếp gặp nhau để nhận hỏi xét. Cô gái đánh giá đẹp trai thế nào không biết nha. Chúng ta rồi. Bắt đầu gặp gỡ. Mở rào. Bắt đầu. Anh cảm ơn quà tặng em. Em cảm ơn.
Em cũng có một món quà nhỏ để tặng anh, và trong đây có một cái bí mật nằm trong này. Để cuối chương trình thì anh hãy mở ra nha. Rồi chúng ta bắt đầu trò chuyện đi các bạn, cảm nhận về nhau. Anh thấy em đẹp không? Cũng được em. Sao anh? Cũng đẹp. Cũng đẹp hả? Vậy là không đẹp rồi. Đâu anh nói thật mà. Em muốn hỏi anh là cái vấn đề hồi nãy á, ví dụ như là nhà em ít người á, thì nhà em cũng có mong muốn là anh sẽ lập nghiệp ở thành phố, thì ý anh như thế nào? Thật sự là anh cũng rất là thương gia đình, nên là anh thật sự là rất muốn ở gần với cha với mẹ. Nhưng mà anh với em thì cũng không có xa lắm, thì mình cũng có thể qua lại này kia được. Nhưng mà anh thì vẫn, thật sự thì anh vẫn thích ở dưới Đồng Nai hơn. Vậy nếu như mà em theo anh về Đồng Nai á, thì em sẽ phải gác lại cái công việc và cuộc sống hiện tại của em ở đây. Thì em về đó thì anh sẽ lo cho em như thế nào về cuộc sống cũng như là công việc của em? Em làm bên thực phẩm đúng không? Về dưới đó thì cũng có những công ty thực phẩm em cũng có thể làm được mà. Thì năng lực của mình thế nào thôi, ở chỗ nào thì cũng sẽ có công việc cho mình làm thôi. Mình thương nhau thì chuyện đi lại giữa Sài Gòn với Đồng Nai thì nó cũng gần thôi, cũng không là vấn đề gì cả. Anh ấy từng ở Sài Gòn rồi mà, em có thể nói cho cô gái biết tại sao em ở Sài Gòn 5 năm rồi mà em lại về thành quê của em? Là em muốn ở gần gia đình đó anh Linh. À, là lúc trước là anh học ở đây? Ừ, lúc trước là anh học ở Tô Đức Thắng ở quận 7 luôn. À, nhà em cũng ở quận 7 luôn. Nhà em ở khúc nào? À, nhà em ở gần chỗ Lotte. Anh cũng ở trọ ngay gần chỗ đó luôn. Dạ. Em thấy anh sao? À, em thấy anh cũng hiền, nói chuyện rất là chân thành. Ví dụ em là một người cũng hơi là nóng tính, rơi vào những cái trường hợp mà em nóng tính thì anh sẽ giải quyết như thế nào? Em nóng tính kiểu như thế nào chứ? Có những cái mà nóng tính khiến cho em hành động nó vội vàng á. Nhỡ lỡ như em nóng tính lên, em không cho anh giải thích chẳng hạn, thì anh sẽ làm như thế nào? Từ từ nào em nguội thì giải thích với em thôi. À, nếu như em không nguội thì sao? Ai nóng hòa được em thì cũng sẽ có lúc em sẽ nguội thôi. Anh muốn hát tặng em một bài. Muốn qua thêm một ngày để nhận thêm một nụ cười, muốn qua thêm một ngày để ngày mai lại thấy em, bỗng dưng sao một ngày anh nhận ra đang yêu người, bỗng dưng sao một ngày anh nhận ra đang nhớ em. Thôi em xin hết. Thì em cũng có một cái câu này muốn hỏi anh. Em ví dụ thôi nha, cái người ngồi đây không phải là em mà là một cái cô gái khác. Trong cái quá trình trò chuyện á, thì anh rất là thích cô đó và anh ngủ trong lòng anh sẽ bấm nút chọn cô đó, nhưng mà anh cảm giác á, là cô đó không có sẽ không bấm chọn anh, và đồng thời là cả hai bên gia đình đều có cái ý giống như là hai bạn cũng không có hợp nhau đâu. Vậy thì cuối cùng là anh có bấm nút chọn cô đó hay không? À, anh sẽ bấm theo lựa chọn của anh. Bởi vì thật sự là em hỏi câu này để em muốn xem là anh có phải là một người đàn ông bản lĩnh hay không. Bởi vì với em là người đàn ông là mình phải bản lĩnh và mình phải cầu tiến, thì đó là cái tiêu chí sẽ quyết định được cái thành công trong cuộc sống cũng như là trong công việc của anh. Em thì có một cái sở thích là em cũng thích rất là thích ăn kem. Thì anh thấy là em có trẻ con không? Bình thường như thì già cũng có thể thích ăn kem được mà em. Vậy thì trước khi kết thúc thì em cũng muốn nói với anh như thế này. Cảm ơn bạn muốn hẹn hò đã mang anh ấy đến gần bên em. Anh ơi, bấm nút lẹ đi rồi mình đi ăn kem. Tiền kem em trả miễn là mình vui. Rồi, chúng ta hỏi một điều chút xíu nữa rồi sẽ bấm nút. Cái điều này rất là quan trọng nha. Bởi chúng tôi muốn cho nó tròn vẹn câu chuyện luôn. Ở đây là yêu xa, em gái à. Bên đàn trai á, anh cảm nhận bây giờ thật sự á, đây là một người đàn ông gia đình, rất là kiên nhẫn. Và chính anh ấy là người biết kềm chế trước em. Vậy tính cách của anh ấy với em ngược nhau hết. Em rất là nóng, anh ấy rất là hiền, thậm chí kiên nhẫn. Em có thể nói tới sáng tới chiều cũng không có nóng tính nữa. Đây là một người đàn ông mà có thể rất hợp với em. Nhưng vấn đề chỗ là anh ở xa quá, yêu xa thế nào? Em có chấp nhận có khi cả tháng anh mới xuống một lần hay không? Dạ, thật sự là em nếu mà đã yêu thì em nghĩ là cần cái sự chân thành và tin tưởng. Dạ, thì cái khoảng cách và cái thời gian có thể là mình sắp xếp được với nhau. Còn nếu như yêu gần mà mình không có tin tưởng nhau thì cũng vậy. Nếu bây giờ anh muốn về Đồng Nai, em có thể làm dâu được không? Dạ, em có thể làm dâu được. Và nếu ảnh lo cho em được cuộc sống và công việc thì em sẵn sàng làm dâu. Được không em? Dạ, được ạ. Được ha. Dạ. Rất là hiền ha. Hồi lúc nãy... thích cậu này rồi đấy. Hồi nãy em có nói cái gì mà đến cuối thì bây giờ là cuối chưa? Dạ, hay là phải có kết quả bấm nút? Có kết quả. À, có kết quả bấm nút cuối.
kết quả xong rồi cổ nói mở trang nào nữa. Tại vì mỗi trang nó có ý nghĩa khác nhau. Theo tôi là như vậy. Em trai rất là chân thành đó, anh thấy là như vậy. Nếu được một người chồng thế này, anh xin chắc rằng là hạnh phúc sẽ đến ha? Anh chỉ hơi ít nói một chút thôi nhưng mà rất quyết đoán. Mình cũng chưa nói điều gì nhưng thấy từ em gái, từ gia đình thì anh thấy đây là những con người sống rất tình cảm. Rồi, thôi, quyền quyết định của mọi người nha. Đây là chuyện hệ trọng cả cuộc đời. Suy nghĩ thật kỹ và quyết định. Không rung động là không bấm, và bấm thì phải chịu trách nhiệm với nút bấm của mình các bạn nha. Hiện nay ba mẹ và tất cả người thân đang quan tâm chúng ta. Đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Mở đi, mở. Đọc đi em. Món quà nhỏ cho lần đầu gặp gỡ, bao tâm tình gửi trọn vào vần thơ, hứa dù nhau đi qua những mùa nhớ, để tình mình đẹp cả trong giấc mơ. Đây là một cô gái cũng rất là cá tính đó. Cá tính. Sẵn đây có ba mẹ hai bên đó. Em trai muốn nói gì với ba mẹ cô gái? Dạ, con chào hai bác ạ. Nếu mà con với em đến được với nhau thì con sẽ cố gắng lo cho em ạ. Dạ. Em gái muốn nói gì với gia đình của bên bạn trai? Dạ, chào gia đình của bạn trai ạ. Dạ, thật sự thì con không ngại cái vấn đề làm dâu đâu bác. Và con nghĩ là trong cái quá trình con và anh còn cái quá trình tìm hiểu nhau nữa, chứ không phải là ngày hôm nay là quyết định tất cả. Dạ, nên con nghĩ là con và anh sẽ cho nhau cái cơ hội tìm hiểu nhau. Giờ thì bác lên đây con nhất trí bấm chuông này thì bác nói về bác là cùng chẳng phải làm dâu. Con thích thì con làm, mà không thích thì ở riêng. Đất đai thì có, nói chung thì hai đứa ở đâu bạc cùng không đặt thành, quan trọng ở đâu cũng được, hạnh phúc là được rồi. Cha mẹ nào cũng thương con cái, cũng muốn cho con cái mình được có một cuộc sống hạnh phúc nhất. Thôi, bây giờ hai đứa nắm tay nhau đi hai bạn. Tính ba mẹ không bạn gái. Dạ con xin thế hai bác cho con hôn Diễm ạ. Đưa tặng các bạn những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời